Chào các bạn tin nhanh 24/7. Chiêm ngưỡng những mẫu xe máy siêu cổ tại Việt Nam. Về đến thành Bắc Ninh, người chơi đồ cổ và đồ xưa, không ai không biết đến anh Dương Minh Chính, một người say mê sưu tầm đồ cổ. Ngoài sưu tầm những đồng cổ, đá cổ, anh còn mê sưu tập những bộ xe máy và ô tô cổ. Nhiều chiếc xe rất độc đáo, có 102. Những hình ảnh dưới đây về chiếc xe cổ của anh Dương Minh Chính được hội quán cổ vật tại Hà Nội chụp và ghi lại. Theo báo Bắc Ninh, bộ xe máy 7 chiếc mà anh Dương Minh Chính số 20 Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Ninh ở sưu tầm có đặc điểm là bộ xe máy không vì tuổi thọ, kiểu dáng, vóc dáng vẫn giữ được nguyên bản và đầy đủ tờ giấy đăng ký chứng minh nguồn gốc, bởi nó còn liên quan đến vị vua hoàng đế cuối cùng Việt Nam là Dương Bảo Đại. Với thập niên 20 trên năm sưu tầm đồ cổ, anh Dương Minh Chính có nhiều bộ sưu tập có giá trị như đá Phùng Nguyên hay bộ tranh Đông Dương, Cấm Đồng v.v. Sưu tập xe vốn là sở thích từ bé của anh Dương Minh Chính. Cảm ơn quý vị theo dõi clip này. Hẹn gặp lại ở clip tiếp, nhớ like, share.